Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mayu Makeup. Chán hồng, chán cam quá rồi thì chúng mình cùng chuyển sang màu caramel. Một màu nằm giữa màu cam với cả màu nâu nhá. Mọi người đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình và đừng quên ấn thêm nút chuông nho nhỏ nữa nhá. Nếu như mọi người yêu thích makeup thì có thể follow Instagram của mình, Mai Hương Makeup. Ok, chúng mình cùng bắt đầu luôn thôi. Được một hai hôm nắng nắng thì thời tiết Hà Nội lại trở nên rất là khô và lạnh. Thế nên mình quyết định mình sử dụng một cái cushion của Misa. Đây là một loại cushion có hiệu ứng đấy là căng bóng cái lớp nền. Thế nên nó sẽ rất phù hợp với cái thời tiết như bây giờ. Khi mà lựa chọn một cái sản phẩm cushion thì mọi người nên lựa chọn một cái sản phẩm nó trắng hơn tông da một chút, bởi vì nó rất dễ bị xuống tông. Hiện tại thì mình đang dùng màu số 21, tức là màu trắng nhất. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái loại cushion này. Nói chung là nó khá là tiệp vào da, màu sắc thì cũng khá là ok. Độ cover thì ở mức trung bình thôi và mình vẫn phải sử dụng. Kèm theo khuyết điểm, da của mình là da hỗn hợp thiên dầu, dễ bị mụn. Thế nên mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm glow như thế này chỉ được vào mùa đông thôi. Còn mùa hè mình mà dùng mấy cái này thì mặt mình rất là ghê gớm ý. Mình luôn luôn phải set phấn ở bên dưới vùng mắt, bởi vì làm như thế này thì cái eyeliner của mình nó mới không bị lem. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng chì kẻ mày đến từ nhà Lemonade. Chắc là mọi người cũng khá là quen thuộc với cái sản phẩm này rồi. Một đầu là chì và một đầu là mascara, rất là tiện. Sau khi mình kẻ khung cho cái lông mày thì mình sẽ sử dụng một cây cọ, đầu hơi cứng một chút, để mình blend toàn bộ cái phần phấn của cái chì đấy, để blend sao cho cái lông mày thật là đều. Mình không hiểu tại sao cứ mỗi lần mà mình làm video hay là mình thu âm thì cổ họng mình luôn luôn có vấn đề ấy. Thế nên nếu như hôm nay mình nói hơi khó nghe một chút thì mọi người bỏ qua cho mình nha. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng một bảng mắt đến từ nhà Etude House. Etude House luôn luôn có những cái bảng mắt màu rất là đẹp, kết hợp màu rất là đẹp, những cái màu rất là trend và dễ dùng. Bảng mắt ngày hôm nay mình dùng có tên là Chili Moon. Bảng này thì nghiêng tông cam đỏ nâu, rất là dễ dùng thôi. Sau khi chúng mình đánh toàn bộ bầu mắt cả bên trên lẫn bên dưới bằng màu nhạt nhất thì mình sẽ sử dụng màu cam ngả đất để mình nhấn vào phần đuôi mắt và phần đầu mắt. Mọi người nên sử dụng một cây cọ nhỏ nhỏ thôi nhá, để đưa vào phần góc mắt cho nó dễ. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu đỏ hơi nâu một chút, tiếp tục dùng một cây cọ nhỏ hơn để nhấn vào phần đuôi mắt và phần đầu mắt, trồng các layer màu đậm dần lên nhau thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng màu nó chuyển rất là đẹp. Mình sẽ nhấn thêm cả màu nâu nữa và mình sẽ sử dụng chính cái màu nâu đó để kẻ một cái đường bên dưới bọng mắt để tạo một cái bọng mắt giả ấy. Các idol Hàn Quốc thì rất hay vẽ kiểu bọng mắt thế này bởi vì nó rất là trẻ. Vì cái màu nhũ mắt của bảng Etude House vừa rồi nó không được sáng, thế nên mình đã phải sử dụng cái nhũ mắt của bảng 3CE. Mình thì không thích dán mi giả, thế nên mình vẫn sẽ kẹp mi thật cong và chút mascara bình thường thôi. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng bút kẻ gel của nhà Innisfree, một màu nâu đỏ, để cho cái layer của mình nó chỉ có một màu nâu thôi và ít màu đen nhất có thể. Lần này thì mình sẽ kẻ cả bên dưới mắt dưới nữa. Mình sẽ nhấn thêm một chút nhũ dạng gel ở phần bên dưới bọng mắt để làm cho mắt sáng hơn. Ok, phần mắt đã xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi đánh khối. Mình cũng không đánh khối quá là mạnh, chỉ nhẹ nhẹ thôi để cho tạo cảm giác mặt gọn lại một chút thôi. Mình có một cái trick dành cho mọi người ấy, đấy chính là nếu như mọi người sử dụng bảng màu mắt như thế nào thì hãy dùng má hồng cùng cái màu mắt như thế luôn. Có thể sử dụng màu mắt như mình sử dụng bây giờ cũng được, nhưng mọi người cần lưu ý đó là màu mắt thì lên màu dễ hơn màu má, thế nên mọi người cần phải tiết chế lại nhá. Về môi thì mình sẽ sử dụng một màu son nude màu 248. Đây là một màu son nude mà mình hay sử dụng nhất, hay dùng nhất luôn á, để lót cho màu môi thật là đẹp. Sau đó thì mình sẽ nhấn một chút màu Slow Ride của NARS vào trong lòng môi và tan nó ra. Treat you better.
chào mọi người đi. Sao? Áp dụng cái gì à?